Tập 17. Kỳ xã, ngoài đại sư huynh thì kỳ nghệ của tứ sư đệ và thất sư đệ là cao nhất, nên người ta phải loại bỏ đầu tiên, chính là hai người họ. Cẩn thận, có người nhìn thấy. Không sao. Sao bây giờ huynh mới đến? Huynh xem, ai có thể tin được chuyện ta nói chứ? Sao tên tiểu tử này có thể làm ra chuyện đó? Ta tận mắt nhìn thấy. Cầm lấy. Được, muội yên tâm đi. Để lén lút đi vào hiệu thuốc, sau đó ôm một bao thuốc ra. Ta đi vào hỏi trưởng quỹ, kết quả ta biết. Đệ ấy mua hồng hoa, có khi đệ ấy làm bụng thiếu phu nhân to rồi, nên muốn dùng hồng hoa phá thai. Sao tam đệ lại không tôn trọng bản thân như vậy? Để đối xem, sao đệ ấy có thể làm ra chuyện thất đức như vậy? Nhị ca, Dương Phi tự tạo nghiệp, khi sự việc lớn lên, đệ ấy phải chịu trách nhiệm. Thiếu gia mới đi có mấy ngày, hai người họ đã. Huynh đừng than thở nữa. Văn thiếu gia cũng thật là suốt ngày gây chuyện thị phi ở bên ngoài. Nhưng sư phụ tức giận thì tức giận, nhưng suy cho cùng, thiếu gia cũng là con ruột cố mấy. Chuyện này đệ chưa nói với ai phải không? Chưa. Cứ nghĩ đến chuyện dùng hồng hoa để giết người, sau đó đổ tội cho hai kẻ đen đuổi, nên ta liền dùng tiền trừng minh cho ta, mời hai người họ ăn cơm, sau đó thừa cơ cho hồng hoa vào trong rượu. Lượng không lớn, nhưng gần như lần nào ta cũng cho một ít vào. Hai người họ cơ thể cũng ngày càng càng yếu đi, đặc biệt là tứ sư đệ vốn dĩ đã yếu ớt, nên triệu chứng càng rõ ràng hơn. Sư phụ nhớ nó, nên mỗi lần gọi đại sư huynh đi mua dân sâm đều mua thêm một ít cho nó bồi bổ cơ thể. Nhưng cô có biết không, cô đang lấy mạng của Ngụy Dân. Cô ấy trúng độc rồi, phải giải độc ngay. Tình hình này e rằng... E rằng cái gì? Cơ thể là thuốc khác nhau. Sau khi tứ sư đệ ăn canh dân sâm, ta thấy thời cơ đã chín muồi, cho nên ta nhân lúc đưa canh dân sâm, ta mang rượu đã chuẩn bị từ trước. Nhị ca, để thấy thế nào rồi? Vẫn như cũ. Để thấy toàn thân yếu ớt, đầu óc quay cuồng, cũng không biết là để mất bệnh gì nữa. Để phải nghĩ thoáng ra, biết không? Bệnh tật chỉ cần chữa trị là khỏi thôi. Canh dân sâm của đệ. Nhị ca, trong cả kỳ xã này vẫn là huynh đối tốt với các huynh đệ nhất. Đừng nói những chuyện này nữa. Chậm thôi, chậm thôi. Sư đệ, ta bảo nhà bếp nấu vài món ăn để thích ăn. Lát nữa để phải ăn nhiều một chút, ăn lúc còn nóng. Đa tạ vị sư huynh. Ừ, vậy ta đi trước đây. Để cứ ngồi đi. Nếu như ngươi cố ý để bắt lại, tự đổ nước bẩn lên người mình, sau đó rửa sạch, chứng minh sự trong sạch của mình, sẽ không có ai nghi ngờ ngươi nữa. Đúng vậy. Cách làm của ngươi cũng có thể nói là tay cao. Nhưng sao ngươi biết có người có thể kéo ngươi lên từ trong vũng nước bẩn? Cô đừng tự coi mình là thông minh nữa. Ta nói cho cô biết, cô đừng tưởng rằng chỉ có một mình cô nghĩ ra cách uống nước thử độc.
Ta không hề hy vọng vào tên Bổ Đồng. Khốn kiếp đó. Vốn dĩ ta định tự đưa ra cách uống nước thử độc. Không ngờ cô lại giúp đỡ ta. Ta chỉ tương kế tự kế mà thôi. Sau khi xử lý xong bát đĩa dính hồng qua, ta liền mượn cớ chơi cờ, muốn đi thăm tứ sư đệ. Sư đệ, nhị sư huynh. Nhị ca, nhị ca, bỏ ra. Bỏ ra. Người đâu? Người hại chết Ngụy Dân và Trương Tiểu Phi, lại mượn độc của Hoa Hồng đổ tội cho Uông Tử Kỳ và Lý Dân Phi. Vốn dĩ kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, nhưng không ngờ Dương Trưởng Đà bảo Thượng Quan tham gia giải đấu cờ dây. Ngươi sợ thua Thượng Quan nên đã giở trò ở trên quân cờ, muốn cô ấy mất mạng. Ta nói với cô, chuyện này có thể tiến triển thuận lợi như vậy còn phải nhờ vào quản sự Xuân Đào. Trên Bổ Đầu đó vốn muốn phá án nhanh chóng, dứt khoát tự sát. Không ngờ cô lại giúp tôi tìm ra đại sư huynh và tam sư đệ. Nói như vậy là cô phải là đồng bọn của ta. Câm miệng. Cút ra. Ta cứ để hắn tự đi như vậy sao? Đi đi. Đi đi. Các người đi đi. Đi thôi. Đại gia, nào uống đi. Văn công tử, ngài không được vào. Quan sai đến ta sẽ thảm. Chúng ta muốn ở bao lâu thì ở. Cô ăn nói kiểu gì thế? Cô thấy ta dễ bắt nạt phải không? Có người bảo ta đưa thư, chiếc khăn tay này cho ngài. Hồ điệp bảy màu. Đi thôi. Đi thôi. Thái Điệp. Quỳnh đi đâu vậy? Văn Thiếu Quy. Văn Thiếu Quy. Tiểu Nhị. Ta đây khách quan. Có chuyện gì không? Người ở đây đâu? Không biết. Cô nương xem đi, có tươi không? Tất nhiên là tươi rồi. Cô nương, cô biết ở đâu có hồ điệp thế này không? Không biết. Màu này đẹp thật đó. Trước đây là vì hai người không tin tưởng lẫn nhau. Lần này là vì sao? Chắc chắn huynh ấy lại chạy đến chỗ nào đó sống vui vẻ rồi. Ta lại thấy huynh ấy và Kỳ Tú Kiệt đều là lạ. Có chuyện gì đặc biệt không? Không có. Cô nghĩ thêm đi. Ta nghĩ được rồi. Hôm qua sau khi chúng ta đi ra từ Cẩm Tú Lâu, có một cô gái đưa cho chúng ta mấy chiếc khăn tay. Cô xem. Nhưng đây là chiếc khăn tay rất bình thường,
Nghe nói là bà chủ tiệm thiêu mới khai trương, ở trong trấn tặng. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thái Điệp, Văn công tử đến rồi. Tại sao cô phải tránh mặt ta? Thái Điệp cũng đang muốn hỏi công tử câu này đây. Có chuyện gì vậy? Ta không viết thứ này. Không phải ta viết đâu. Xem ra ngài không biết gì hết. Hôm đó Văn Bân mua chuộc mẹ ta, muốn gả ta cho lão già kia. Nhưng mẹ ta lại nói với ta, đó là cũ cũ ta chưa từng gặp. Ta và mẹ liền đi dạo phố với cũ cũ của ta. Cũ cũ nói ông ta bị trẹo chân, cần nhiều người. Còn mẹ ta lại lấy cớ đi mất. Văn Bân nhưng lúc đó cố ý sắp xếp tất cả. Còn ngài lại tưởng là thật. Sao lại như vậy? Sao lại không thể? Hôm thành thân, chính tay ta nghe thấy nha hoàn của mẹ nói. Ta vừa đau thương vừa giận dữ. Ban đầu ta muốn chạy trốn với ngài, nhưng lại nhận được thư tuyệt tình của ngài, nên ta mới nhảy hồ. Thì ra là cha ta. Quả nhiên là ông ấy. Thái Điệp, Thái Điệp, xin Văn công tử tự trọng. Thái Điệp là gái đã có chồng. Ngài đã cưới Văn thiếu phu nhân, Thái Điệp cũng đã gả cho phủ quân. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta. Làm lại từ đầu. Trước đây đã từng rất mong chờ ngày này, mong chờ ngày đến tìm ta, đưa ta đi. Nhưng ta đã đợi quá lâu, lâu đến mức trái tim này của ta đã trở thành viên đá. Qua rồi, tất cả đều qua hết rồi. Cô đang lừa ta phải không? Lừa ngài? Chẳng lẽ ngài tưởng rằng chuyện đến mức này, ngài tưởng ta có thể quay lại trước đây? Tại sao lại không thể? Tại sao lại không thể chứ? Mặt cô, cô, cô nghi ngờ là bà chủ cửa hàng thêu. Cũng có thể là cô ta cố ý đưa khăn tay đến Thanh Lâu để dụ Văn Thiếu Quy đến. Có khi cô ta và Văn Thiếu Quy có bí mật gì đó. Có lẽ lại là cô nương bị hắn ta bỏ rơi, không chịu được mới trả thù hắn ta. Chẳng trách hắn ta cứ muốn bỏ chúng ta lại. Chúng ta đến đó xem là biết thôi. Nhân duyên này của ta đã bị Văn Bân cha ngài bóp chết, còn mụi tạt gáo nước bẩn không làm tròn bổn phận của người vợ lên trên người ta. Cuộc đời này của ta chỉ là một con dối mà thôi. Ngài tưởng ai đã thiết kế cái bẫy này? Là ta. Mấy cô nương, hôm nay cửa hàng của ta không mở cửa, mời về cho. Là hắn ta. Lại là hắn ta. Mau đi theo. Tại sao cha phải làm như vậy?
Cha nói đi. Cha nói đi. Tại sao cha không nói? Tại sao cha lại thiết kế cái bẫy này để con phải đối mặt? Con có biết bao nhiêu năm nay con quang đường phóng đãng thế nào không? Ta mất bao nhiêu công sức thiết kế cái bẫy này, còn lấy một bản kỳ phổ làm manh mối để con tìm được người bây giờ phải sống thảm hại vì bị con hại. Ta không chỉ muốn con tìm được mấy người này qua kỳ phổ đó, mà còn để con nhìn xem bao nhiêu năm nay con sống phóng đãng, quang đường thế nào. Di phu làm như vậy là muốn nhắc nhở con, để con quay lại đường chính. Quay lại đường chính. Thế nào là đường chính đường phụ? Đối với cha, con chỉ là một quân cờ mặc cha sắp xếp. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn dùng tiền bạc quyền lực để mua chuộc những người có tranh chấp với con. Cho dù là đánh nhau hay là thi cử, con tưởng con mạnh hơn người khác, xuất sắc hơn người khác. Nhưng sau này con phát hiện ra con chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng cho dù ta làm sai điều gì cũng là muốn tốt cho con. Cha im đi. Rõ ràng là cha biến con thành một kẻ vô dụng. Là cha chia rẽ con và Thái Điệp, còn bảo tiểu thư quan gia giả làm Thái Điệp. Cha sắp xếp cho con Kỳ Tú Kiệt đi theo sau con, bề ngoài là học với con, nhưng thực ra là giám sát con. Mười mấy năm nay con không sống vì con mà sống vì cha. Nguyên Nhi, đừng gọi con là Nguyên Nhi. Cha có biết tại sao con thành ra như ngày hôm nay không? Con muốn cha nếm trải thế nào là đau khổ. Con phải khiến người trong thiên hạ đều biết Giang Bân cha có một đứa con trai bỏ đi. Con phải khiến tất cả mọi người đều cười nhạo cha. Ngay cả cha cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Từ nay về sau, con không bao giờ chạm vào cờ giấy nữa. Vì Lưu Bân cha, con mới trưởng thành Văn Thiếu Quy ngày hôm nay. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện nữa này. Thì ra hai cha con này chơi đồ hàng, chờ chúng ta quay vòng vòng đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ tất cả chỉ là trống rỗng. Nhưng ta nghĩ thế nào cũng không ngờ được con lại giở tay giết người. Cha thật lòng muốn con sống yên ổn. Con không giết người. Những người đó đều tự sát trước mặt con. Cha không tin thì hỏi bọn họ đi. Đó là ai? Bọn họ đều có mặt. Con nói gì? Con không giết người. Không phải con giết. Khoan đã. Người bên này, dân, những người khác đi theo ta. Đi. Lão gia, lão gia, có rất nhiều bộ khoái muốn bắt người đang ở bên ngoài. Văn Thiếu Huy, dẫn đi. Khoan đã. Chuyện này là do một mình lão phu lên kế hoạch. Những đứa trẻ này đều chìm trong u mê. Sau khi bỏ tiền mua chuộc người tự sát, ta đã đổ tội cho người khác.
đưa ta về quan phủ thẩm vấn. Văn đại nhân, cho dù ai là thủ phạm, giải đến công đường rồi nói. Đưa tất cả đi. Đi thôi. Đi nhanh lên. Văn Bân, ngươi nói hai vụ án này đều là do ngươi lên kế hoạch, lại đổ tội cho con trai ngươi là Văn Thiếu Huy. Chuyện này là thật phải không? Khởi bẩm đại nhân, đúng là có chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là do một mình lão phu làm, không liên quan gì đến Văn Thiếu Huy, con trai ta. Văn Bân, ngươi nói tất cả là ngươi âm thầm lên kế hoạch, ngươi có chứng cứ không? Đại nhân, có thể cho quản gia của bổn phủ đứng ra đối chất không? Tại hạ từng cho hắn đi thăm dò tin tức của hai người. Được. Truyền hai vợ chồng Kỳ Khảm Sơn vào. Đến đây, đến đây. Đại dân, đại dân. Mẹ Trần, thì ra bà ấy chính là mẹ của Kỳ Tú Kiệt. Kỳ Khảm Sơn, bổn quan hỏi ngươi, có người chỉ thị ngươi đến nhà Tranh và Cẩm Tú Lâu đi xem hai nạn nhân phải không? Làm gì vậy? Đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đều là Văn lão gia chỉ thị, mong đại nhân minh xét. Bà, ngồi xuống, trả lời câu hỏi của lão gia. Ngươi nhìn ông ta làm gì? Khởi bẩm đại nhân, đúng là có chuyện này, là lão gia bảo ta đi tìm hai cô gái kia. Đại nhân, sau khi Kỳ Khảm Sơn tìm được hai người họ, tại hạ đã dùng tiền mua chuộc hai người họ và nhà cái của sòng bạc thiết kế cái bẫy, lại dùng Kỳ Phổ làm cái bẫy để con trai phá giải, sau đó tìm được ta để nó hiểu năng lực của nó. Tô Phóng, Kỳ Tú Kiệt, bổn quan nghe nói ngươi luôn ở cùng thiếu gia, ngươi nói xem chuyện này là sao? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân luôn ở bên cạnh thiếu gia, sau đó tận mắt nhìn thấy những người đó thực sự tự sát. Hai cô gái này có thể làm chứng. Được. Ngoài Văn Bân ra, những người khác được thả tự do. Cha, Văn Bân nghe xét xử. Vì ngươi phạm tội nặng, bổn quan phán ngươi 3 ngày sau xử trảm. Đại nhân, lùi lại, ngươi làm gì vậy? Đừng, thiếu gia, cha. Không ngờ những chuyện này đều là sự thật. Âu Kỳ, ta thực sự không ngờ là Văn lão gia. Không thể. Không thể nào. Chắc chắn không phải Văn Trưởng Đà. Ông ấy vì bảo vệ Văn Thiếu Quy mới hy sinh bản thân. Nhưng cái bẫy này đúng là do ông ấy thiết kế. Ông ấy yêu con trai như vậy, sao có thể hãm hại con trai, để con trai trở thành hung thủ? Đúng vậy. Nếu không phải Văn Bân, thì có ai hiểu kế hoạch của ông ấy như vậy, dùng thủ đoạn thâm sâu dụ hai cha con họ vào trong thế cờ đây? Mình nghĩ người duy nhất hiểu kế hoạch này chỉ có Kỳ Khảm Sơn, cha của Kỳ Tú Kiệt thôi. Có phải ông ta không? Không đâu. Mình đã quan sát kỹ Khảm Sơn rồi, dáng vẻ lo lắng cho Văn Bân không giống giả dờ. Đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đều là Văn lão gia chỉ thị, xin đại nhân minh xét. Bà, ngồi xuống, ngồi xuống, trả lời câu hỏi của lão gia. Ngươi nhìn hắn ta làm gì? Khởi bẩm đại nhân, đúng là có chuyện này ạ. Lão gia bảo ta đi tìm hai cô gái đó. Hơn nữa ông ta là một người thô tục, không biết chữ, sao có thể thiết kế ra kế hoạch chặt chẽ như vậy? Vậy các cậu nói xem là ai? Văn Bân, có người đến thăm ngươi. Cha, cha, cha vẫn ổn chứ? Cha không sao. Con trai, con xem ván cờ này thắng thua thế nào. Theo cha,
Kết cục của ván cờ này, quân trắng thắng liên tiếp hai bục. Bàn cờ này là kỳ phổ của ván cờ. Giữa ta và Nguyễn Thừa Lưu, kỳ thủ đến thách đấu với ta rất nhiều năm trước. Cha, ván cờ này ta thắng rồi. Quy Nhi à, con nói đúng, là cha sợ thua. Năm đó cha cáo lão về quê, được hoàng thượng ân điển. Chuyện này làm ta rất tự mãn về bản thân. Ngày ấy đến khiêu chiến với ta, ta không coi ngày ấy ra gì. Kết quả mới chơi mấy ván cờ, ta phát hiện ra kỳ nghệ của ngài ấy cao siêu, không đơn giản. Vì lúc đó ta quá khinh địch, nên mới để ngài ấy chiếm thế thượng phong. Thế là lúc trung bàn, ta đã lén đổi quân cờ. Bao nhiêu năm rồi, ta chưa bao giờ dám đối diện với ván cờ đó. Cha, cha đừng buồn nữa. Cha, cha, cha làm sao thế? Cha, cha. Cha, Giang Thiếu Quy, huynh điên rồi sao? Mau đứng dậy đi, huynh làm gì vậy? Mau đứng dậy. Giang Quy biết mấy cô nương bản lĩnh hơn người. Bây giờ cha ta chết quan trong ngục, danh tiếng ở kỳ xã của ông ấy đã bị hủy hoại. Giang mẫu vô dụng, Giang mẫu mong các cô đương có thể tìm ra hung thủ phía sau giúp ta rửa sạch oan uổng cho cha ta, trả lại thanh danh trên kỳ xã cho ta. Ông ấy chết rồi. Kỳ nghệ của thượng quan cô nương cao siêu, Giang mẫu đã được chứng kiến. Kỳ xã là tâm huyết cả đời của cha ta. Ngày mai là vòng thi đấu cuối cùng của giải đấu cờ. Giang mẫu khẩn cầu thượng quan cô nương ra trận thay cho kỳ xã. Huynh cũng cứng đầu quá nhỉ. Được, cứ tiếp tục quỳ đi. Các cậu có thể ra ngoài đợi không? Mình có vài lời muốn nói riêng với công tử này. Huynh lại đây ngồi đi. Cầm cờ. Thượng quan cô nương, ta sao thế? Lúc đó huynh không chịu chơi cờ là vì giận dỗi. Bây giờ thì sao? Là hổ thẹn. Văn phủ này bây giờ đã thảm thế này rồi. Cho dù Văn Bân và Văn Thiếu Quy trước đây đã làm sai, nhưng thượng quan cũng nên ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi đại tiểu thư, thượng quan sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Văn lão gia tốn công tốn sức làm nhiều như vậy vì con trai của mình,
kết quả lại khiến cha con thành kẻ thù. Nếu lúc đó Văn lão gia không làm nhiều chuyện như vậy, để tất cả thuận theo tự nhiên, có lẽ sự việc sẽ không thành ra như bây giờ. Cho dù thế nào, hắn ta vẫn còn một người cha bằng lòng hy sinh vì hắn. Kỳ Tú Kiệt bình thường luôn tỏ vẻ trung thành, đến lúc quan trọng cũng lận mất tâm mất biệt. Gã mất tích rồi. Tại sao? Còn phải hỏi sao? Cây đổ khi khỉ đi. Lần này mình đã tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Không đúng, không thể nào. Cậu lên cơn gì vậy? Không thể cái gì. Mình nói Kỳ Tú Kiệt, gã từng nói với mình, hắn và Văn Thiếu Quy lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hơn nữa Văn Thiếu Quy từng gặp rất nhiều khủng hoảng, gã vẫn ở bên cạnh xả thân cứu Văn Thiếu Quy. Gã có thể không cần tính mạng của mình, sao lại có thể rời xa Văn gia? Vì Văn gia xảy ra chuyện. Cậu nói Kỳ Tú Kiệt và Văn Thiếu Quy lớn lên bên nhau từ nhỏ, vậy gã biết toàn bộ bí mật của Văn Thiếu Quy rồi. Mình nói này, khi mọi việc xảy ra, gã đều ở bên cạnh Văn Thiếu Quy. Còn cha gã là Kỳ Khảm Sơn lại biết toàn bộ kế hoạch của Văn Bân. Sao gã lại đột nhiên biến mất? Chuyện này quá trùng hợp. Hôm đó người dụ chúng ta vẽ ra bàn cờ chính là Kỳ Tú Kiệt. Cô xem, đây là Văn Miếu, bên này là Quyện Gia, bên cạnh có một dòng sông. Đây không phải là phố sao sao? Hơn nữa gã cũng truyền thông tin cho Văn Bân và Văn Thiếu Quy. Sao trước đây chúng ta lại không chú ý đến hắn? Gã mất tích từ lúc nào? Chuyện này mình biết. Hôm đó khi xét xử trên công đường, gã vẫn có mặt, sau đó liền mất tích. Là lúc đó sao? Nhưng không có mặt có thể chứng tỏ điều gì? Cậu quên hôm đó là ngày gì rồi sao? Vòng loại của giải đấu cờ vây. Đúng vậy, lúc chúng ta nhìn thấy gã chính là lúc đó. Mình nói này, cậu đừng đoán già đoán non nữa. Chẳng phải lúc đó cậu nói người thiết kế cái bẫy này chắc chắn là người tinh thông cờ dây sao? Nhưng Kỳ Tú Kiệt không hề có hứng thú với cờ dây. Tú Kiệt, thiếu gia, người phá ván cờ này cho cô ấy đi. Không phải, không phải, thiếu gia, cậu đừng làm khó ta. Thứ thâm sâu như đề sống chết ta không giải được. Huống chi cái này là chuyện lớn liên quan đến sống chết. Cậu nói xem chuyện này giải thích thế nào? Không hiểu lại giả vờ hiểu rất khó, nhưng tinh thông kỳ nghệ nhưng lại giả vờ không biết gì đơn giản hơn nhiều. Âu Kỳ nói đúng, có lẽ gã thực sự là cao thủ cờ dây. Mình nhìn thấy khi thượng quan chơi cờ, quân cờ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chính là vị trí đó. Có đáng hay không? Cô nương không nói được, chỉ có bản thân ta hiểu rõ nhất. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Cô nói xem, đừng chạm vào đồ của ta. Hôm nay thiếu gia mệt mỏi cả ngày, lại bị cô gái giống như kẻ điên, là cô đánh bị thương. Tay của thượng quan không có vết chai, còn Kỳ Tú Kiệt lại có, chứng tỏ gã luôn không ngừng tập luyện. Nói đi nói lại đều là có lẽ. Mình không tin dáng vẻ không biết gì của Kỳ Tú Kiệt có thể nghĩ ra cái bẫy âm hiểm phức tạp. Hơn nữa động cơ gây án là gì? Tú Nhi, mở cửa, mở cửa. Tú Nhi à, đến đây, đến đây. Mẹ về rồi à? Ừ, mẹ về rồi. Căn nhà lớn thế cơ à? Sao lại là cô ta? Chúng ta giàu thế nào? Ngày mai tính sau. Nương tử, phu nhân. Nương tử, phu nhân. Lớn tiếng lên, lớn tiếng lên. Nương tử, phu nhân. Nương tử, phu nhân. Mới sáng sớm mấy người làm gì trước cửa nhà ta thế? Nương tử, nàng tỉnh lại đi bà. Phu nhân, chúng ta vừa đi ngang qua nơi này, không biết làm sao nương tử của ta lại ngất đi. Cô ta ngất đi, ngươi cũng không thể khóc lóc ở đây được. Mau rời Lang Trung đi mà. Ta không quen thuộc nơi này, không biết đi đâu mời Lang Trung. Không biết chúng ta có thể ở nhờ trong nhà phu nhân không? Không được, không được, không được.
phu nhân. Bây giờ không có cái gì quan trọng bằng tính mạng của nương tử ta. Mong phu nhân nhận cho. Cho ta sao? Chậm thôi, dì phu nhân đi. Chỗ này chậm thôi. Dì phu nhân vào, nhanh lên. Nhanh lên, để cô ấy nằm xuống. Nhanh lên. Nào được rồi, chậm thôi. Được rồi, chậm thôi. Tú Nhi à. Tú Nhi. Dân, con đây. Tú Nhi à. Tú Nhi. Con. Mau đi mời Lan Trung đến đây xem bệnh cho phu nhân, nhanh lên con. Phu nhân, ta đi cùng với tiểu thư này, tiện nói về bệnh tình với Lan Trung. Đúng rồi, đi cùng đi, đi cùng đi. Tú Nhi, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho bổ khoái đại nhân, biết không? Mau nhanh lên. Nha đầu, ngươi nhất định phải chăm sóc phu nhân thật tốt. Nghe thấy chưa? Dân, ta đi nấu đồ ăn ngon cho mọi người. Đợi nhé, đợi nhé. Cảm ơn. Cô nương. Cô nương còn nhớ ta không? Là cô. Tên cô không phải Thú Nhi mà là Thái Điệp. Cô nương, tại sao cô lại đến đây? Ninh Thái Điệp không kết hôn với Giang Thiếu Quy cô ta yêu, mà gả cho người hầu của hắn ta, Kỳ Tú Kiệt. Vậy thì đã sao? Giang Thiếu Quy không tin ta trước, mới trúng kế ly gián của cha hắn ta. Năm đó ta nhảy xuống sông, được Tú Kiệt cứu. Chàng không chê khuôn mặt của ta bị hủy hoại, còn muốn cưới ta làm thê tử. Bây giờ ta chỉ muốn sống cuộc sống yên bình. Xin các cô đừng làm phiền ta. Mau rời khỏi đây đi. Vậy tại sao cô lại đổi tên? Không liên quan đến cô. Được. Nếu cô không nói, vậy ta sẽ đoán. Là vì cô muốn chạy trốn quá khứ. Theo lời cô nương, cả cái bẫy đều là thiết kế của Giang Bân. Nhưng ta không hiểu, trong kế hoạch của ông ta sao lại có cô? Lẽ nào ông ta biết cô vẫn còn sống? Cho dù ông ta biết cô vẫn còn sống, cũng không thể để cô và Giang Thiếu Quy gặp nhau, để cô vạch trần chuyện xấu ông ta làm năm đó, để cha con trở mặt thành thù, không có chút lợi ích nào với ông ta. Nên phía sau cái bẫy còn có một kế hoạch khác, chính là lợi dụng tấm lòng yêu con của Giang Bân, thiết kế bẫy trong bẫy. Cô nương, cô muốn quên đi quá khứ như vậy, sẽ không hẹn Giang Tú Quy gặp mặt ở cửa hàng thiêu. Xem ra cũng là vị cao nhân này, vì kế hoạch của mình mà làm khó người khác. Đi. Các người chăm sóc phu nhân thật tốt. Ta đi mua chút đồ ăn. Ta biết rồi. Đi rồi, đi rồi. Cô đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Cô nương. Cô nương, cô biết Giang Thiếu Quy suốt ngày lăng giăng ở bên ngoài, ngoài trở mặt thành thù với cha ra, còn có một nguyên nhân nữa. Hôm nay nhìn thấy bộ áo tím trên người cô, ta mới hiểu tại sao Giang Thiếu Phu Nhân lại hận màu tím như vậy. Mau mang cái trăm màu tím ngứa mắt này đốt đi. Nếu sau này còn thấy thứ nào có màu tím, ta sẽ không bỏ qua. Dân, tại sao Giang Thiếu Quy lại có hứng thú với người phụ nữ lạnh lùng ở qua lâu như vậy? Tại sao Tử Yên và Thái Điệp lại giống nhau như vậy chứ? Chẳng lẽ là ý trời? Thái Điệp là cô gái ngươi thích sao? Không phải. Ngươi đừng giả vờ nữa. Nhìn dáng vẻ của ngươi là ngươi rất quan tâm đến cô ấy. Ta hiểu rồi. Thái Điệp đã yêu người khác, nên ngươi đi tìm Tử Yên làm người thay thế của Thái Điệp.
Thì ra điều là vì cô. Ta còn nghe nói, tuy Giang Thiếu Quy hiểu lầm cô, lại viết một bức thư cho cô, đợi cô 3 ngày 3 đêm ở quán rượu. Chỉ đáng tiếc bức thư đó đến tay cô lại thành thư tuyệt tình. Cho dù là Hoa phu nhân hay là Giang Thiếu phu nhân, thực ra họ đều là cái bóng của cô. Giang Thiếu Quy tự từ bỏ bản thân cũng là vì mất đi cô. Cho dù người trên toàn thế giới đều mắng hắn ta, nhưng chỉ có cô không nên hận hắn ta, càng không nên hại hắn ta.